Vâng, chào các bác nhá. Vâng, lại là em đây. Hôm nay em lại lên những cái giỏ lan có tại vườn để gửi tới các bác yêu lan. Giỏ đầu tiên cho các bác là giỏ đùi gà tròn, mã số D41, 220.000 đồng. Một giỏ đùi gà tròn như này các bác nhá. Cái dòng đùi gà tròn Lai Châu này mặt hoa nó rất là đa dạng. Mặt hoa và đặc biệt là hoa nó rất là bền. Mã số D41, 220.000 đồng một giỏ như này các bác nhá. Hàng đã thuần và trên chậu gốm như này các bác nhá. D41, 220.000 đồng. Tiếp theo đây các bác một giỏ to này, tác phẩm luôn. Mã số D44, 550.000 đồng. D44, 550.000 đồng một giỏ đùi gà như này các bác nhá. Toàn thân tơ đây ạ. Như này các bác nhá. D44, 550.000 đồng. Tiếp theo lên các bác một giỏ như này. Mã số D42, giỏ này 200.000 đồng ạ. D42, 200.000 đồng đùi gà tròn Lai Châu ạ. Tiếp theo vẫn lên đùi gà tròn mã số D45, giỏ này 450.000 đồng các bác nhá. D45, 450.000 đồng. Cái dòng đùi gà tròn này thì mặt hoa nó rất là đa dạng và đặc biệt là hoa nó rất là bền. Nên là các bác chơi dòng đùi gà tròn rất là thích. D45, 450.000 đồng đùi gà tròn Lai Châu ạ. Tiếp theo đây các bác một giỏ, một tác phẩm như này. Trông khá là đẹp các bác nhá. Đùi gà tròn mã số D43, giỏ này 350.000 đồng các bác nhá. Thân nó thõng xuống này rất là đẹp này các bác này. D43, 350.000 đồng. Tiếp theo em vẫn lên một đặc sản của Lai Châu. À, long tu đá, xìn hồ cao. D40, 220.000 đồng. Long tu đá xìn hồ cao nha các bác nhá. Mà chỉ có xìn hồ cao thì mới có dòng long tu đá này. D40, 220.000 đồng. Long tu đá hoa tím thôi nhá. Tiếp theo vẫn là long tu đá mã số D39, giỏ này 180.000 đồng. Long tu đá, các bác chơi dòng long tu đá này cũng rất là hay. Mặt hoa nó rất là đẹp, hoa tím và đặc biệt hoa nó rất là thơm. D39, 180.000 đồng, long tu đá. Tiếp theo mời các bác đến một số giỏ chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc này thực sự bác là mặt hoa nó rất là đẹp luôn. Hoa lan chuỗi ngọc các bác tra Google giúp em nhé. Hoa lan chuỗi ngọc giỏ này mã số D55, 220.000 đồng một giỏ chuỗi ngọc, hàng đã thuần lâu này các nhá. D55, 220.000 đồng chuỗi ngọc ạ. Một giỏ chuỗi ngọc tiếp theo D54, giỏ này 220.000 đồng chuỗi ngọc các bác nhá. D54, 220.000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến một số giỏ dáng hương tâm màu sắc mã số D34, 150.000 đồng. Hàng lá xếp các bác nhé, chỉ có 3 cây thôi. Đấy, cái này các bác mua làm giống cái dòng lá xếp này thì hoa rất là dài, hoa sai các bạn. Mã số D34, 150.000 đồng, dáng hương tâm màu sắc ạ. Tiếp tục vẫn là tâm màu sắc mã số D35, 150.000 đồng. Cũng 3 cây như này các bác nhá. D35, 150.000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến một số giỏ cáo tím mã số D50, 250.000 đồng. Giỏ này thì có 4 cây ạ. 4 cây các bác nhá. Các bác về có thể thay chậu hoặc là cứ để này cũng được. Nếu các bác muốn cây to nhanh các bác thay chậu cũng được. Mã số D50, 250.000 đồng. Cái này có từ 3 đến cái này 3 cặp lá các bác nhá. Còn là 3 cặp lá thôi. 3 cặp lá một cây. D50, 250.000 đồng. Cáo tím thôi nhá. Rồi cáo tiếp theo mã số D49, 220.000 đồng. Còn này có 3 cây các bác nhá, 3 cây. Cái dòng cáo này thì khi mà cây nó to rồi ấy, thì nó cái hoa nó phát triển rất là tốt. Hoa nó rất là dài các bác. Hoa nó dài tầm 70-80 cm nên là chơi dòng cáo rất là hay các bạn. D49, 220.000 đồng.
cáo tím coi nha. Tiếp theo hôm nay các bác một số giỏ đuôi chồn Lai Châu mã số D47. Giỏ này 550.000 đồng. Chồn Lai Châu coi nhá. D47 550.000 đồng. Cái này có 3 này. 6 9 12. Tổng 15 cây các bác nhá, 15 cây. D47 550.000 đồng. Đuôi chồn coi nhá. Giỏ chồn tiếp theo D48 giỏ này 400.000 đồng. Giỏ này khá là đẹp này các bác. Cái này có 3, 6, 9, 12, 13 cây. Cái này tổng 13 cây nhá, cây bé ở một kia. Hàng này đã thuần như này rồi. D48, 400.000 đồng. Tiếp theo lên một giỏ như này. Cũng ghép chung quanh trụ giấn như này các bác nhá. Cả trên cả dưới này. D46, giỏ này 400.000 đồng các bác. D46, 400.000 đồng, đuôi chồn các bác nhá. Cái dòng tròn này mà nó ra hoa, ví dụ một tác phẩm này thì nó ra hoa nó sẽ thõng xuống này, nó thõng xuống này các bác nhé, nên là rất là đẹp. D46 400.000 đồng. Tiếp theo lên các bác một giỏ sơn thủy tiên duy nhất là mã số D53, giỏ này 250.000 đồng, 220.000 đồng các bác nhé. D53 220.000 đồng sơn thủy tiên ạ. Tiếp theo lên các bác một giỏ kim thoa. Kim thoa D51 200.000 đồng. Một giỏ duy nhất ạ. D51 200.000 đồng kim thoa các bác nhá. Rồi, tiếp theo mà các bác đến một số giỏ ngọc thạch ba màu. Một loại hoa lan thì thực sự các bác là màu hoa nó rất là bền. Hoa nó ba màu các bác nhá. Cánh của nó ba màu. D58 200.000 đồng. Ngọc thạch ba màu các nhá. Cái dòng này các bác chơi gần như là phát chán về hoa, hoa nó rất là bền nên là chơi rất là thích. Đặc biệt là cái thân lá nó vàng như này các bác này. Thân lá vàng ươm này. D58 200.000 đồng. Ngọc thạch ba màu ạ. Ngọc thạch ba màu tiếp theo. D59 cũng 200.000 đồng. Cái dòng này thì hoa nó bền nên là các bác chơi dòng này rất là thích. Ngọc thạch ba màu D59 200.000 đồng. Tiếp theo mà các bác đến một số giỏ nghệ tâm. Nghệ tâm một loại hoa lan thì rất là thơm, cho hoa rất là thơm, đặc biệt là hoa rất là sai. Gần như là hoa của nó là từ gốc đến ngọn luôn. Khi mà nó ra hoa nó che kín giỏ lan ạ. Hoa thì rất là thơm. D57 180.000 đồng. Cái giỏ bé như này thôi các bác nhé. Để các bác về làm giống thôi. D57 180.000 đồng. Hoàng thảo nghệ tâm các bác nhá. Một giỏ nghệ tâm tiếp theo mã số D56 180.000 đồng. D56 180.000 đồng nghệ tâm ạ. Các bác mua về làm giống thôi. Tiếp theo mời các bác đến một số giỏ tam màu sắc nữa, mã số D37 giỏ đấy 300.000 đồng các bác nhá. Dáng hương tam màu sắc. Một giỏ to như này. Rất là nhiều cây ấy. Cái này em mình liếc qua xem bao nhiêu cây. 3, 6, 9, 12, 12, 14, 15 cây các bác nhá. Khoảng 14 cây sao. Tam màu sắc mã số D37 300.000 đồng các bác nhá. D37 300.000 đồng. Một giỏ như này. Tiếp theo vẫn là tam màu sắc D38 giỏ này 500.000 đồng. D38 500.000 đồng. Một giỏ này ghép 3 mặt quá nhá. Còn mặt sau này để đóng hàng thôi. Ghép 3 mặt rồi. Đó, giỏ này có khoảng 20 cây các bác nhá. D38 500.000 đồng dáng hương tam màu sắc. Đấy, cho hoa vào tháng 4 này các bạn. Tiếp theo mời các bác đến mã số D36 giỏ này cũng 500.000 đồng. D36 500.000 đồng. Dáng hương tam màu sắc. Vâng, và giỏ lan này thì đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn các bác theo dõi video. Hẹn các bác ngày mai ạ.